Xin chào, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để có được cái thanh polymecotin. Thanh polymecotin là một nguyên liệu rất là quan trọng để mình chế tạo được súng hay là mấy cái vũ khí thô sơ hay là những cái con chip để tạo drone. Đấy, thì polymecotin nó kiếm được ở đâu? Đầu tiên á là mình sẽ chỉ cách đầu tiên, đó là vào cái mall, cửa hàng, mua nó với giá là 2.000 thỏi vàng, giá hơi đắt đấy. Và mỗi cây súng thì bình thường là như 4 thanh hay là 6 thanh gì đấy. Nói chung là để chế tạo một cây súng thì nếu mà mình mua ở cửa hàng này á, nó sẽ tốn mất tầm khoảng 8 đến 10, 8 đến 10, 12 gì đấy ngàn vàng, rất là tốt. Nên đây là cách mà giống như kiểu giống như là mình hướng dẫn để nhận được thôi, mình không khuyến khích mua ở đây. Cách thứ hai đó chính là làm nhiệm vụ ở cái cuốn sổ sinh tồn. Ở sổ sinh tồn nè, sau khi mình hoàn thành các chương á, thì nó sẽ có nè polymecotin nè, ở chương 1 cũng có, chương 2 cũng có, chương 3 cũng có nè, chương 4 cũng có nè, đấy, chương 5 cũng có luôn. Rồi thì cái đó ở trong sổ sinh tồn này thì chắc chắn là nhận được rồi. Và cái cách thứ ba đó là ở JCT thì mình phải qua vào cam vào làm cái ngân hàng ạ. Ở cam bao thì mình sẽ vào cái Gold TV. Đây, mình vào JCT mình sẽ vào cái mục resource này. Rồi, kéo xuống. Nó nằm ở đây. Special. Đó, polymecotin nè. Ở đây nó bán mỗi thanh polymecotin là 1050 một thanh. Đồng nghĩa là nó rẻ gòn gấp đôi cái ở bên mall, cái cửa hàng của game. Đó, là cái này là những người chơi khác người ta bán lại cho mình, là mình mua với giá rẻ hơn phân nửa. Đó, cái này là mình khuyến khích mua ở đây nha, tại vì có người bán thì phải có người mua, thì chợ búa nó mới sơm xả được. Rồi, cái cách thứ ba đó chính là vào làm nhiệm vụ hàng ngày. Này, ở đây nó có những cái nhiệm vụ hàng ngày này. Đó, sau khi mình làm nhiệm vụ mình nhận được tới cái mốc 6 này nè, là nó sẽ tặng cho mình một cái hộp quà. Nó sẽ tặng cho mình một cái hộp quà, trong đó sẽ có polymecotin. Và trong này, những cái nhiệm vụ này nó cũng có nữa nè, đó, thấy không? Đó, đây nè. Và sau khi làm hoàn thành nhiệm vụ mình sẽ nhận được cái hộp như vậy nè, Weekend Duty Set nè. Đó, ở trong này nó sẽ có polymecotin, mở nó ra. Đó, nó nằm ở đây. Mở. Nhưng mà nó có tỷ lệ nhận nha, chứ không phải là mình nhận hết tất cả những gì có trong hộp đâu. Nhưng mình vừa mới mở thôi là mình chỉ nhận được một cái armor material thôi. Đó. Và cái tiếp theo là cái ở trong nhiệm vụ Weekend Patrol này nè, đó. Mình làm nhiệm vụ ở cái thành phố Hop 101. Mình làm nhiệm vụ đối với những cái thằng này nè, đó, những cái người này nè, nó sẽ tăng cái tỷ lệ thích lên đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ tặng cho mình một cái hộp quà, đó. Weekend Bath nè, đó. Là trong đây nó có polymecotin nè, thấy không? Bên đây cũng vậy. Đó. Mỗi tuần như là mình sẽ được nhận 2 lần. Là mình sẽ nhận được cái hộp quà như thế này. Đây, là hôm qua mình đã làm hai cái nhiệm vụ đó rồi, nên mình đã nhận được hai hộp. Mình mở. Đây, nhận trong mở hai hộp mà nhận được một thanh thôi. Đấy. Và cái cách thứ ba đó chính là gặp cái con quỷ này nè, Ted Brandon này. Đó. Vào mua. Ở đây nó sẽ bán cho mình mấy cái rương nè, thấy không? Trong đây có polymecotin nè, đó. 2.000 cái đơn vị sao sao xí xí kìa, unit price nè. Đó.
mua 3 hộp, hộp nào cũng được, hộp nào cũng có. Và cái để có được cái đồng loại tiền tiền tệ này á là mình phải đóng đóng góp vào đây. Đó, ở vào này, mình vào đây. Vào resolve. Mình đóng góp cho nó là mình sẽ nhận được cái đồng tiền đó. Đây, ở đây, đồng tiền đó, số lượng đồng tiền đó ở đây. Hiện tại là mình có được 1.500 ạ. Ủa đâu, một tuần là được được tối đa 2.000. Hiện tại là mình có 17.000. Thì mình mua hộp nào cũng được nha. Bây giờ mình mua thử cái này một hộp này. Cái này một hộp này. Và cái này một hộp này. Đó. Mở thử. Cái này ra không? Không nhận được. Mở cái này thử ra không? Không có luôn. Không có luôn. Nói chung á là nó chỉ có tỷ lệ ra thôi chứ không phải là mình muốn là có, nên cách tốt nhất á là mình vào KCT. KCT là mình mua là cái đó là chắc chắn 100% và chỉ tốn có 1.000 một thanh thôi. Nếu mình chế tạo một cây AK47 mất tầm khoảng 4 thanh polymicotin á thì mình sẽ tốn 4.200 thỏi vàng. Cũng khá là rẻ thôi chứ nó không có mắc đâu. Và cái cách cuối cùng á là nhận ở những cái rương ngoài trời. Nhận ở rương ngoài trời thì mình phải đi qua những cái bản đồ của khắp nơi mình đi tìm thôi. Giả sử như bây giờ mình vào cái nào ta? Snow Highland đi ha. Snow Highland đi. Sau khi qua tới nơi rồi á thì mình bật cái bản đồ lên. Tại đây nó sẽ có những cái khu vực này như Barak cái gì nè, đó. Barak nè. Riveros gì nè, đó. Mình sẽ đến những cái vị trí này, những cái địa điểm này nè. Nó sẽ có những cái hộp hộp quà. Này. Những cái rương ở chỗ như vậy này là thường sẽ có tỷ lệ mình nhận được polymicotin. Những cái rương này nè mình cứ cứ đi dạo dạo mình mở là kiểu gì cũng có thôi.